với mong muốn được chia sẻ khó khăn cùng nhân dân vùng cao, đồng bào người dân tộc thiểu số đang phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19. Nhóm giảng viên khoa điện, điện tử và cơ khí trường cao đẳng Lào Cai đã nghiên cứu chế tạo thành công máy cấp gạo tự động, thông minh với nhiều tính năng ưu việt. Máy cấp gạo tự động được thiết kế với hai bộ phận chính gồm hệ điều khiển và hệ thống cấp gạo. Trong đó, hệ điều khiển có thể bằng nút ấn hoặc được điều khiển tự động từ xa bằng smartphone thông qua camera giám sát. Lượng gạo được đo lường chính xác nhờ hệ thống cân điện tử. Vận hành tự động van đóng cửa xả bằng khí nén để đưa gạo ra. Máy cũng tự động thống kê số lượt cấp phát, có thể nhận dạng đối tượng nhận và cảnh báo hết gạo dự trữ trên thùng. Sau khi đã lên xong ý tưởng, sau đây lên phương án thiết kế xong, thì mọi người là làm ngày làm đêm. Chúng tôi đã làm xuyên trưa, thậm chí đến đêm, đến 10 giờ đêm, hơn 10 giờ đêm với nghỉ đấy, để có thể hoàn thiện. Tại vì là tất cả những cái này là gia công tại chỗ và không có cái sử dụng một cái phần trợ giúp nào. Nên chúng tôi phải tự làm nên là rất là vất vả. Máy cấp gạo lưu động được nhóm giảng viên trường cao đẳng Lào Cai thiết kế chế tạo dựa trên ý tưởng của nhóm phóng viên báo chí tỉnh Lào Cai và sự hỗ trợ đắc lực về vật tư của Ngân hàng Vietcombank Lào Cai. Bên cạnh những tính năng ưu việt so với các cây ATM từng được triển khai, máy cấp gạo tự động này được thiết kế nhỏ, gọn, có thể tháo dỡ, lắp ghép lại khi vận chuyển lưu động đến các thôn bản vùng cao, vùng xa. ATM gạo này thì rất là thiết thực và trong giai đoạn hiện tại, dịch Covid gây ảnh hưởng rất là nhiều, nhất là với những người dân nghèo. Thì Vietcombank Lào Cai cũng nhận thấy đây là một cái hành động rất là ý nghĩa và chúng tôi sẵn sàng tham gia cái hoạt động lần này. Và trong thời gian tới thì Vietcombank Lào Cai cũng cam kết là sẽ đồng hành với tuổi trẻ Lào Cai cũng như sẽ chung tay góp sức với chính quyền địa phương để hỗ trợ những người gặp khó khăn trong giai đoạn này. Đối với nhà trường thì vì xác định đây là một cái nhiệm vụ chung tay với toàn xã hội. Vì vậy thì chúng tôi cũng động viên các thầy cô là hết sức cố gắng để làm sao hoàn thành cái máy này với cái tiến độ nhanh nhất. Trong cái quá trình thiết kế thi công thì cũng phát huy tối đa những cái mà thiết bị thông minh hiện có hiện nay. Đấy, và với cái sản phẩm hoàn thành như thế này thì chúng tôi đảm bảo rằng là tất cả các nhà tài trợ hoàn toàn có thể yên tâm ủng hộ để chúng tôi cùng với lại các nhà thiện nguyện có thể là chung tay cùng với đồng bào chia san sẻ những cái yêu thương và từ đó thì chung tay cùng toàn xã hội đẩy lùi cái dịch bệnh. Ngay sau khi hoàn thành, máy phát gạo tự động đã được triển khai hoạt động đầu tiên tại xã Liên Minh, thị xã Sapa. Tại đây, hơn 2 tấn gạo của các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ đã được phát đến tận tay hộ nghèo, cận nghèo thông qua hệ thống xử lý thông minh hiện đại. Người dân như chúng tôi thì đi làm nông, ngoài đi làm nông thì còn đi kiếm thêm tiền nữa. Thế là bây giờ có dịch không đi kiếm được, rất là khó khăn và vất vả. Vì không biết đi kiếm ở đâu đồng tiền về để giúp cho con những cái giày dép rồi các thứ cũng không có tiền để mua đâu. Thôn, trưởng thôn nó báo và là có nhà hảo tâm đến giúp phát gạo cho dân bản thì thấy rất là mừng, rất là phấn khởi nên là đến nhận. Thì đến nhận này cũng được giúp cho gia đình chúng tôi với như bà con được giúp đỡ được phần nào. Sau xã Liên Minh, thị xã Sapa, các đơn vị tổ chức dự kiến sẽ thực hiện nhiều chương trình phát gạo từ thiện bằng máy phát gạo tự động tại các xã vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh. Để cây ATM gạo phát huy hiệu quả, đơn vị tổ chức rất mong nhận được sự đồng hành ủng hộ của các cơ quan đoàn thể doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Tất cả hướng tới mục tiêu chia sẻ, hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19.